Добрый вечер. Как дела у тебя? Я хорошо. Мне? А у меня все хорошо. У меня все хорошо, да? У меня все хорошо, да? У меня все хорошо, да? Em nói như vậy nhé. Em nói là u меня все хорошо, да? Так. Người ta sẽ nói như sau. У меня все хорошо, да? Так, nói như vậy nhé. Đấy. Không nói là я хорошо, да? Nói là у меня все хорошо, да? Так. Да. Да, хорошо. Ну что есть интересное, расскажешь? Em thử kể cho Thành nghe một cái gì đó xem nào. Về cái gì đó nào. Kể Ну, à? ну. Можешь что-нибудь рассказать мне? Kể được cái gì không? Không ạ. Chưa kể được, đúng không? Chưa kể được. Хорошо. Em học sách tiếng Anh lớp 6, tiếng Anh lớp 6 đến đến bài bao nhiêu rồi? Học xong rồi ạ. Học xong rồi á? Vâng, Sa học học hết xong. rồi. Học hết cả cái quyển rồi á? Vâng. Học hết cả cái quyển mà sao không nói được cái gì á? Dạ, Thế em bị không sau biết khi học phải hết nói. sau khi học hết quyển đó thì em làm cái gì? Em học cái gì tiếp? Em học quyển 7 ạ. Là đang học quyển lớp 7 à? Vâng. Có quyển lớp 7, хорошо. Thế là bây giờ là em đang học lớp mấy? Em học lớp 10 ạ. Em học lớp 10 mà lại người ta lại cho học tiếng Anh lớp 7 à? Nó tạc Vâng. хорошо, phải nhạt này. Đấy. Thế lúc nào thầy giáo phải đi thử tìm xem cái quyển lớp 7 xem nó nói cái gì trong đấy đấy. Đấy. Để biết em học cái gì chứ, đúng không? Đấy. Хорошо. Thế em có cái bản bản điện tử của cái sách đấy không? Em không ạ. Không à? Phải nhạt này. Thế thì sẽ cố gắng tìm, hình như đâu đó có. Tạc хорошо. Như vậy là chúng ta sẽ quay trở lại bài chúng ta. Lần trước đấy chúng ta đã nói cái gì nào? Chúng ta đã học cái gì rồi? Chúng ta đã học là trả lời câu hỏi что ты делаешь đấy, что ты делаешь, что вы говорите, как вас зовут, меня зовут Лена đấy, меня зовут Лена. Так, ở đây có hai động từ делать và говорить. Hai động từ này là chúng ta phải chia nó, đúng không? Chia. Động từ đây là động từ говорить là chia ở nhóm 2, chia ở nhóm 2. Còn động từ делать hay là động từ snatch chia giống nhau thì nó gọi là chia ở nhóm 1. Đây chúng ta đang ôn lại kiến thức cũ của bài lần trước chúng ta học đấy. Đó. Thế vậy thì trong tiếng Nga có 6 đại từ nhân xưng, đại từ chỉ người, đúng không? Đại từ nhân xưng. Đó là ba ngôi số ít là ya, tươi, ôn, Anna, đó, và Anno nữa, đúng không? Đó. Và ba ngôi số nhiều là mươi, vui, anh nhỉ. Động từ chia là gì? Ba ngôi số ít sẽ là ya znayu, ty znayesh, on znayet. Ba ngôi số nhiều là my znayem, vy znayete và anh nhỉ znayut. Khi nói thì chúng ta phải chia động từ nhé. Ví dụ như là nói tôi đọc sách thì sẽ không được, không thể nói là ya chitai được, đúng không? Chúng ta phải nói là ya chitayu. Động từ đây là động từ đọc. Ya chitayu đấy. Bây giờ nói cô này cô đang đọc báo chẳng hạn thì chúng ta sẽ nói là gì? Anna chitayet đấy. Anna chitayet, tương tự như đây. Anna znayet đấy. Anna znayet đó. Thì trong tiếng Nga nó có tất cả các động từ nó chia thành hai nhóm chia, nhóm chia thứ nhất và nhóm chia thứ hai. Lần trước chúng ta đã học cái nhóm chia thứ nhất rồi. Hôm nay chúng ta sẽ xem nhóm chia thứ hai. Nhóm chia thứ hai cũng tương tự như vậy, nó chia ra 6 ngôi và ba ngôi số ít là ia gavariu, tươi gavarish, on gavarit, mười gavarim, vui gavariche và anh ấy gavariat đấy, gavariat đấy đó. Thế vậy thì đây là cái nhóm chia thứ hai. Chúng ta sẽ cùng nhau xem là có những động từ nào nó chia thành nhóm hai. Đó. Đó là động từ gavarit, kurit, smatret, pomnit, spishit đấy. Đó, spishit. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia những động từ này. Và em phải chia được những động từ này đấy. Хорошо, đấy. Говорит, курит, смотрит, помнит, đấy. Đó, và спешит, đó. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau chia. Chúng ta có động từ thứ nhất, đó là động từ говорит. Cách chia. Chia này thì chúng ta cũng chia thành các ngôi, đúng không? Yeah, tưới, ốn, mới, với và anh nhỉ. Đấy. Cách chia của động từ nhóm 2 là nó bỏ ba cái
cái chữ cái đứng cuối này đấy, bỏ ba chữ cái đứng cuối đó, là chúng ta sẽ chia. À đây chúng ta sẽ có cái gốc govor đấy, govor đó. Lần trước chúng ta đã chia động từ này rồi đúng không? Đó, thế bây giờ chúng ta để cái gốc này nó vào vào tất cả các ngôi. À tí chúng ta chỉ cho cái đuôi từ vào là xong thôi đấy. Đó, đó. Thế và ở đây là chúng ta sẽ có gì nào? À, đuôi ya, gơ và riu đúng không? À, Gavarish. gơ và riu đấy. Từ ý là gì nào? Gavarish. Gơ và riu đấy. Gơ và riu. Ngôi ôn là gì nào? Gavarit. Gvarit đấy, à, ôn là gvarit đấy, gvarit đấy, gvarit, ta nói như thế, viết như thế cho nó dễ nhìn đúng không? Và mươi thì sao nào? Gavarin. Mươi gvarit đấy, với gva, Gavarit. gvarit đấy, và anh ấy gva, Gavarit. gvarit đấy, gvarit, Không. à. À như cơ variant đấy, à đây là viết này cho nó dễ nó cơ variant đấy, và à như cơ variant đấy, em nói nhanh lại nào, ya Gavariu. tới Tuy Gavarish. ổn Un Gavarit. mới Mười Gavarim. với Vui cà vẹt chứ? anh ý Anh như cà vẹt. à như cơ variant đấy, à ta khá là đó. Thế này đây là có nghĩa là động từ nói. Bây giờ thì là yêu cầu em nói cho thầy nghe một câu là tôi nói tiếng Nga, tôi nói tiếng Cà vẹt. Ruski. Nga, à yêu cầu vào điều đấy, à yêu cầu vào điều đấy, và nói tiếng Nga là gì, pa ruski đấy đó, ấy vậy, à pa ruski, từ pa ruski em biết rồi, chẳng qua em quên thôi đúng không, em quên đấy. À, vậy chúng ta muốn nói là nói tiếng Nga thì chúng ta phải nói Paruski đấy, Paruski đấy đó. À thế bây giờ em nói cho thầy câu là tôi đọc bằng tiếng Nga, tôi đọc tiếng Nga, tôi đọc tiếng Nga, à, đây là tôi nói tiếng Nga đó đó. Thế và chúng ta sẽ nói câu tôi đọc tiếng Nga nào, đọc là gì, Chita. chi tạch đúng không? Thế bây giờ em nói tôi đọc tiếng Nga, giá Yeah, Chitayu Pakruski. à ya chitayu paruski đấy, à paruski đấy, ya chitayu paruski đấy, à ta khác số. Bây giờ em nói cho thầy câu là tôi viết tiếng Nga, dạ viết là gì, viết là động từ pisat đấy, pisat ya pisu đấy, ya pisu paruski đấy, pa à cũng là pa ruski đấy, ya pisu paruski đấy đó. Thế em nói nào, à, tôi nói tiếng Nga nào, Я говорю по-русски. tôi đọc tiếng Nga nào, Я читаю по-русски. tôi viết bằng tiếng Nga nào, Я su пишу pisu по-русски. paruski đấy, à ya pisu paruski đó. Thế vậy thì đây là ba cái câu cơ bản, à, câu cơ bản cực kỳ cơ bản khi mà em học tiếng Nga thì em phải nói được đó, ya govoru paruski, ya chitaju paruski đấy, ya pisu paruski đấy, ya pisu paruski đấy đó. Thế vậy thì cái từ ruskia dức nó dùng khi nào, khi nào thì nó dùng cái từ ruskia dức đấy, cho em cái câu đó đấy. À nó sẽ có cái câu là không phải paruski mà nó là ruskia dức đấy, à ruskia dức đó. Thế khi nào thì người ta dùng cái câu đó, khi nào người ta nói bằng cái câu đó, à đó là khi người ta nói là ya uchu đấy, ya uchu, à, tôi học tiếng Nga đấy. Em nói ya uchu ruskiy yazyk đấy đó, hoặc là em nói câu là tôi biết tiếng Nga, ya znayu đấy, ya znayu ruskiy yazyk đấy, ya znayu ruskiy yazyk đó. Thì người ta lại không nói là ya znayu paruski đấy, à tôi nói là ya znayu ruskiy yazyk, tôi biết tiếng Nga đó đó. Thế vậy trong trường hợp như thế hoặc ya izuchayu, tôi học cũng là học, học nghiên cứu một tiếng Nga đúng không, ya izu chayu, à, ruski yazyk đấy, ya izuchay ruski yazyk đấy đó. Trong trường hợp như thế thì em nhìn thấy là người ta sử dụng cái tập hợp là ruski yazyk đấy, ruski yazyk em hiểu chưa đấy.
Thế vậy thì có ba động từ mà nó dùng với từ paruski. Я говорю по-русски, я читаю по-русски, я пишу по-русски. Đấy. Thế còn nếu nói tôi học tiếng Anh, я учу русский язык, я знаю русский язык, đấy. Я изучаю, изучаю, đấy. Я изучаю русский язык, đấy. Đó, em hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Nhớ chưa? Nhớ nhé. Nhớ đừng nói lẫn lộn nhé. Có đừng có nói là я говорю русский язык nhé. Em phải nói là я говорю по-русски, đấy. Em đọc bằng tiếng Anh, я читаю по-русски, я пишу по-русски, đấy. À, muốn như vậy em phải nói nhiều lần nhé, cho nó quen nhé. Nói nhiều lần để làm gì? Là để lần sau nếu em nói nhầm thì em sẽ cảm thấy nó sai ngay, đúng không? Đấy. À. Đó. Thế như vậy là gì? Là chúng ta có ba cái động từ này và ba cái động từ này nhé. À, thầy giáo yêu cầu là gì? Em phải viết ra giấy nhé, xong sau đó em cầm em nói đi nói đi nói lại nhé. Я говорю по-русски, я читаю по-русски, я пишу по-русски. Đấy. Я учу русский язык, я знаю русский язык và я изучаю русский язык. Đấy. Là nói như vậy nhé. Так хорошо. Đấy. Хорошо. Да. Да, хорошо. Em nói хорошо. Đấy. Đây chúng ta có từ курить. Курить. Курить là hút thuốc. Курить là hút thuốc. À, chúng ta sẽ có động từ курить. Có nghĩa là курить. Đấy. Курить là hút thuốc. Hút thuốc là không tốt đâu. Ai hút thuốc phải tránh xa ra, không chơi những người đó. Đấy. Nó độc hại. Bởi vì sao? Có thể không hút thuốc được mà. Đó. Nếu không hút thuốc được, nếu mà không hút thuốc được thì tại sao người ta không hút thuốc làm cái gì? Đúng không? Đấy. Đó. Thế nên là ai hút thuốc chúng ta tránh xa ra, không chơi. Đấy. Không chơi với những người đó. Đấy. Tạc giá, tưới, ôn, mới với anh nhỉ đúng không? Anh nhỉ đó đây là gì là sáu ngôi đó à chúng ta có tập hợp gì cu rịt đúng không cu rịt cu rịt đây là cái gốc gốc cu rồi đó bởi vì sao ba chữ cái này chúng ta sẽ bỏ nó rồi đó. Bỏ để chúng ta chia nó à ya cu gì nào rượu nó ya cu rượu tôi hút thuốc nó tôi hút thuốc đó à từ thứ hai là gì tươi sẽ là gì nào em nói nào tươi Kurish Kurish đấy à Kurish đấy đó tí Kurish đấy cậu hút thuốc nữa à ba là gì ôn là gì ôn ôn Kurit ôn Kurit đấy à ôn Kurit ta khá sâu ôn Kurit ta mười là gì nào Kurim Kurim đấy à với nào với Kurichia Kurichia đấy và anh ấy Anh Kuriat. Kuriat đấy, anh Kuriat đấy. Đó. Thì đây là cái cách chia của động từ Kurit đấy. Động từ Kurit. Đó. Cách chia của động từ Kurit. À, em đọc lại nào. Ya. Kuriu. Tui. Tui Kurish. On. On Kuriat. Kurit. Kurit đấy. On Kurit đấy. On Kurit. Là mới. Mới Kurin. Và với. Với Kuritia. Anhi. Anhi Kuriat. Anhi Kuriat đấy. Ta khá chào. Thế bây giờ em nói cho thầy một câu là cậu có hút thuốc không? Tui Kurish. Tui Kurish đấy. À hỏi gì? Tui. Ta. Tui Kurish đấy. Kurish. Cậu hút thuốc không? À, trả lời sao nào? À, không tớ không hút thuốc nhất không tớ không hút thuốc là gì ya nhé kuriu ya nhé kuriu đấy ya nhé kuriu đấy à, trả lời bạn sao maladies maladies đấy à thế thì cậu giỏi lắm đúng không kurit việt này đấy kurit việt này việt này à, hút thuốc là có hại đấy maladies maladies là cậu cậu giỏi lắm kurit việt này đấy Не надо курить, да? Не надо. Не надо курить. Đừng có, đừng có thuốc đấy. Не надо курить. Đó, cho nó nói khuyên bảo ạ. Như vậy đúng không? Đấy. Đó. À, молодец. Молодец. Chúng ta biết từ này, em biết từ này đúng không? Đấy. Cô giáo thường nói với em đúng không? Молодец. Em nói em trả lời bài đúng thì cô giáo nói là молодец, молодец. Đấy. Có nói thế không? Cô giáo có nói vậy không? Cô nói хорошо thôi. Хорошо thôi gì? Cô nói không 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 nói молодец đúng không? Молодец, 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 có nghĩa là giỏi, đúng không? Em giỏi đấy.
Curit vriet nè, curit, curit vriet nè là hút thuốc là có hại đúng không? Nhiên là được curit đấy, nhiên là được curit đấy. Đó. À, bởi vì sao? À, nhiều người nói rằng là thú vui đúng không? Thiếu gì thú vui đâu đúng không? Có rất nhiều thú vui, việc gì phải hút thuốc? Hút thuốc vừa hại cho mình vừa hại cho mọi người đúng không? Mà lại còn hôi nữa đó. Đó. Ta khrasho. Đó, chúng ta phải kiên định ở trong cái việc đó nhé. Ta khrasho. À, như vậy câu hỏi chúng ta là gì? Ты куришь? Нет, я не курю. Молодец. Курить вредно. Не надо курить. Đấy, chúng ta học cái câu đó thuộc đi. À, chúng ta nói thường xuyên đó. Đấy. Ta khrasho. À, tiếp theo nào. À, quay trở lại. Quay trở lại. À, người ta nói là gì? Я говорю. Gì nào? Я говорю по-русски. По-русски, да? Я читаю. Я читаю по-русски. По-русски. Я пишу. Я пишу по-русски. По-русски. Я учу. Учу русский язык. Русский язык. Я знаю. Я знаю русский язык. Да. Я изучаю. Я изучаю русский язык. Русский язык, да. Хорошо. Итак, Хаэм, а какой язык ты учишь? Какой язык ты учишь? Какой язык ты учишь? Đó. Какой язык ты учишь? Em trả lời nào. Какой язык ты учишь? Em học. Я. Да. Em học ngôn ngữ nào? Em trả lời sao? Я учу русский язык. Я учу русский язык. Đúng không? Đó. Thì hỏi là gì? Какой язык ты учишь? Я учу русский язык. Đấy. À, thì giáo hỏi em tiếp. Какой язык ты знаешь? Ты знаешь? À, em biết ngôn ngữ nào? Какой язык ты знаешь? Я знаю русский язык. Русский язык, да? Хорошо. Я знаю русский язык. Thế thì giáo hỏi em tiếp. Какой язык ты изучаешь? Какой язык ты изучаешь? Изучаешь? А. Какой язык ты изучаешь? Я изучаю русский язык. Я изучаю русский язык. Так, хорошо. Ты без этого тат кинай. Да, давай. Какой язык ты учишь? Я учу русский язык. Так, хорошо. Какой язык ты знаешь? Я знаю русский язык. Ты знаешь русский язык, хорошо. Какой язык ты изучаешь? Я изучаю русский язык. Русский язык, хорошо. Так, đó, thì như vậy là chúng ta đã rèn luyện lại thêm được một chút nữa. Đấy, так, хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp động từ mà chúng ta cần phải chia đó là động từ gì? Смотреть, đấy, động từ смотреть. Chúng ta có động từ смотреть. À, chúng ta sẽ lấy cái này sang, đấy. Lấy cái này sang để cho nó, chữ nó nhỏ, nó dễ nhìn đấy. À, chúng ta sẽ chữa đây là thành à, smart đấy. Và đây là chúng ta có từ riệt đó, đó. Thế và chúng ta cái gốc, cái gốc smotter đây à, gốc smotter chúng ta sẽ thay vào đây đó, đó. Yes smotteru tươi gì nào, smotterish đấy. On, on là gì nào? On on smotteri on smotteri. Он смотрит. Он смотрит. Đó. Vì sao? Bởi vì là đây chúng ta có cái gì đây nào? Trọng âm nó rơi vào đây đúng không? À, trọng âm nó rơi vào đây. Đó, em chưa? Trọng âm nó rơi vào đây thì à, ở trên này nó cũng đọc là vậy đó. À, đó. À, ты смотришь. Đấy. Он смотрит. À, tiếp theo là gì nào? À, мы. Мы sao nào? Мы смотрим. Мы смотрим. Да. Вы. Вы смотрите. Đấy. Và они. Anismotriat. Anismotriat, đấy. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chia rất nhanh sang động từ smotriat đấy. À, động từ chia như thế nào? Я, nói nào. Я. Я смотрю. Смотрю. Я смотрю. Я смотрю. Ты. Ты смотришь. Ты смотришь, да? Он. Он смотрит. Он смотрит. Мы. Мы смотрим. Да, вы. Вы смотрите. Да, và они. Они смотрят. Они смотрят, да? Хорошо. И như vậy là gì? Ở đây là chúng ta đã chia xong động từ смотрят. Bây giờ thì giáo sẽ đề nghị em dịch cho thầy một câu là em đang xem TV. Em đang xem TV.
smatriu Ja smatriu. televizru. Ja smatriu, fina. Televizor. Da, ja smatriu. Televizor. E noi televizor. E noi ia smatriu televizor. Я смотрю Телевизор, телевизор. да. Я смотрю телевизор, да? Em nói là tôi nói bằng tiếng Nga. Dạ. Tôi nói tiếng Nga. Nào, tôi nói tiếng Я говорю Nga. Говорю. по-русски. По-русски, đúng rồi. По-русски, đấy. По-русски. Так, em nói là tôi không hút thuốc. Dạ. Я не курю, да? Я не курю, да? Так, хорошо. И bây giờ em dịch cho thầy câu là em trai tôi đang xem tivi. Em trai tôi là gì? Мой брат Мой брат đang xem tivi. Брат có nghĩa là ôn đúng смотрит Смотрит. телевизор. Chie, em nói là chie. Телевизор. Em nói mềm đi. Телевизор. 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 Да? Мой брат смотрит телевизор. Em nói lại nào. Мой брат смотрит телевизор. Мой брат смотрит телевизор. Телевизор. Да, хорошо. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã chia xong động từ смотреть. Да? Em nói cho thầy câu là tôi rất thích xem phim. Đố nói được đấy. Я люблю смотреть. Да. Я люблю смотреть фильмы, да? Фильм. Фильмы. Так, да. Фильмы. 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 Да? Фильмы. Trọng âm. Trọng âm nó sẽ rơi vào đây nhé. Trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết này. Фильмы. Да? Đó. Thế chúng ta sẽ nói là gì? Я люблю смотреть фильмы. Em nói lại này. Я люблю смотреть фильмы, да? Я люблю смотреть фильмы, да? Я люблю смотреть фильмы. Так, хорошо. Thế như vậy là gì? Là chúng ta đã chia xong động từ смотреть. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp. Chúng ta có động từ помнить. Помнить. Помнить là động từ rất hay đấy, rất thú vị đấy. Chúng ta cũng lại thấy lấy cái động từ курить này xem, nó ngắn ngắn mà. Помнить. Помнить. Chúng ta có gốc nhịt đúng không? Помнить đấy. Помнить đấy. Помнить đấy. Đó. Thế đây là cái gốc của nó, đúng không? Cái gốc của nó đây. Gốc của nó đây thì chúng ta sẽ thay vào đây. Я gì nào? Я. Em đoán được rồi đấy. Я помню. Я помню. Đấy. Ты gì nào? Ты помнишь. Ты помнишь. Đấy. Ты помнишь. Đấy. Chia như vậy thôi đúng gốc của nó như vậy mà ôn gì nào pom nhịt ôn pom nhịt ôn pom nhịt pom nhịt đúng không pom nhịt đấy mười mười pom nhịt mười pom nhịm nhịt nhịt pom nhịm đấy mười pom nhịm với với pom nhịm pom nhị trẻ pom nhị trẻ đấy với pom nhị trẻ đấy anh nhí anh nhí Они помнят. Они помнят, да? Они помнят, да? Они помнят. Так, đúng không? Đấy. Bây giờ em nói lại nào. Я помню. Nhiều, помню. Я помню. Помню. Да, ты. Ты помнишь. Ты помнишь, đúng rồi, ты помнишь. Он. Он помнит. Он помнит, да. Мы. Мы помним. Мы помним, да? Мы помним. Вы помните. Вы помните. Они. Они помнят. Они помнят, да? Đây động từ này có nghĩa là nhớ. Nhớ này nó không phải nhớ nhung mà là chúng ta nhớ cái gì đó. Nhớ ví dụ như là chúng ta nhớ một cái người quen nào đó chẳng hạn, đúng không? Vẫn nhớ cái gương mặt của anh ta, đúng không? Tức là nhớ là có tính chất, nó có tính chất là thực thể, đúng không? Thực thể. Chứ nó không phải là trừu tượng nữa. Cái nhớ này là gì? Ví dụ như là cậu có nhớ tớ không đấy? Gọi điện, có một bạn gọi điện, cậu có nhớ tớ không?
À, không, tôi không nhớ cậu đâu. Không nhớ, không không nhớ có nghĩa là gì? Không nhớ cậu là ai đúng không? Không nhớ đó là ai đó, chứ không phải là nhớ nhung cậu đúng không? À, cái từ nhớ của Việt Nam nó gồm có hai nghĩa đúng không? Có hai động từ. Một động từ là gì? Nhớ hay quên đúng không? À, hay là ví dụ như là nhớ là ai đó còn nợ mình tiền chẳng hạn, thì cái nhớ đó nó không phải là nhớ nhung đúng không? Đó chỉ là ghi nhớ thôi, ghi nhớ thôi. Chúng ta gọi là ghi nhớ thì đúng hơn đấy. Đó. Thế bây giờ em nói cho thầy một câu là cậu có nhớ tớ không? Ты помнишь? Ты Ты помнишь? Помнишь? Меня. Меня. À. Tớ là я đấy, đúng không? Я. Я là меня, đúng không? Ты помнишь меня? Đấy. Ты помнишь меня? Đấy. Đó, nhưng mà nói như vậy nhé. Đúng không? Đó. Cho nó sang đây. Tạ. Ты помнишь меня? Đấy. Ты помнишь меня? À, nói sao? Giờ chỉ biết như помню. À, tớ không nhớ cậu đâu. Em nói. Я тебя, я не помню тебя. Я не помню тебя, да? Тебя. Tớ không nhớ cậu đâu. À. Я не помню тебя, да? Я не помню тебя, да? Đó. À, thế bạn nói rằng là chúng ta học cùng với nhau mà. Мы учились. À, в месте, да? Мы учились вместе. Chúng ta học cùng với nhau thôi. Đấy. À, thế nói gì? À, я помню. Đấy. À, я помню тебя, да? Тебя. À, tôi nhớ ra cậu rồi. À, я помню тебя, đấy. À, tiếng Anh nó là gì? Remember đấy. Từ remember là nó là nhớ. Nhớ là có nghĩa là nhớ ai đó thôi, đúng không? Còn nhớ hay không nhớ thôi, đúng không? Chứ không phải là cái nhớ nhung đúng không? Đó. Em hiểu chưa? Hiểu chưa nào? Rồi. À, hiểu rồi đúng không? Đấy. Đó, thế vậy thì chúng ta sử dụng cái từ pom nhịt nó ở cái ý nghĩa là như vậy đấy. Và crucial. Thế bây giờ chúng ta xem nhé. À, chúng ta xem tiếp một động từ nữa. Đó là động từ gì? Động từ đó của chúng ta là động từ special, đó, special. Special, special. Đây là động từ special. Special là vội đi đâu đó. Vội đi đâu đó. Ta à, chúng ta có động từ говорит. 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 Động từ người thì cho lưu đi sang đây. Sau đó đến động từ курить. Так, курить. Так. Động từ смотреть. Và động từ помнить. À, bây giờ người ta có động từ спешить. Спешить thì đúng hơn. Động từ спешить. Cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ viết vào đây. Спешить. Спешить. Đấy. Спешить. Là cái gốc спе này. Спеш. Спеш. Đấy. À, я. Я thì là спи. Không thể nói спешу. Bởi vì sao? Sau cái chữ sờ này, nó phải là một phụ âm cứng. Phụ âm u này là phụ âm mềm. Cho nên tương tự, thay cho phụ âm u này, nó sẽ là phụ âm u. Đó. Я спешу. Я спешу. Thế còn lại thì vẫn như vậy đó. À. Tươi nào? Tươi thì sao nào? Species. Species đấy. Species. Species là vội vã đấy đúng không? Vội vã. Species là vội vã. Yes, species. Tớ đang vội đây. This species. Cậu vội à? Cậu đang vội đúng không? À, on. On species đấy. Mới gì nào? Fishing. Mới species đấy. Với. Fishing. Species. Species. Với species. Đấy. Và они gì nào? Они спешат. Đấy, они спешат. Đấy. Они спешат. Đó. Thế đây là động từ này có nghĩa là vội vã. Đấy. Đó. Bây giờ em đọc nào. Я. Я спешу. Спешу. Ты. Ты спешишь. Да, он. Он спешит. Да, мы. Мы спешим. Вы. Вы спешите. Они. Они спешат. À, như special đấy, ta crucial. Đó, như vậy là chúng ta đã chia xong những động từ thuộc nhóm 2. Thì em thấy đây là nó đều là y cả đúng không? Ты говоришь, ты куришь, ты смотришь, ты помнишь, à, ты спешишь đấy. À, chúng ta cứ đọc, à, đọc hết cái động từ này dẫn đến động động từ khác. Thì lúc đó chúng ta sẽ quen và hình thành trong đầu một cái khái niệm. À, thế nào là nhóm 2, thế nào là nhóm 1 của động từ đấy. Ta crucial. À, bây giờ em nói cho thầy câu là
tôi đang vội mà nó thì hút thuốc. Đang vội là gì? Đang ngồi, em đang vội là Tôi đang vội còn anh ta thì hút thuốc đó. À, vội là gì? Gì nào? Nào? Có nói được không? không ạ. Không ạ. Đấy, thế là cái gì đây? Chúng ta vừa chia động từ gì đây? Special. Special, no? Yes, special, no? Yes, special, tôi đang vội. Thế còn cậu ta thì hút thuốc. Còn là gì? Còn là A đúng không? Cậu ta là ai? Là ôn đó. Hút thuốc là gì? Cú rịt đấy. Yes, special, ôn cú rịt đấy. Tôi vội, đang vội, cậu ta còn cứ đứng để hút thuốc đấy. À, yes, special, ôn một rịt đấy. Thế em nói cho thầy câu là tôi đang vội thì còn cô ấy thì cứ xem tivi. Gì nào? Yes, issue. Yes, special. Còn cô ta? Anna Xem tivi. Madrid Smotrit. televisor. Smotrit. 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 Che le visor. Televisor đấy. Yes, special. Anna smotrit televisor đấy. Thế em nói thầy câu là tôi đang vội thì còn cậu ta thì cứ nói. Yes, issue. Yes, special. À, on À ôn. cavalry. Говорит đấy. Говорит đấy. À ôn говорит đấy. Thế em nói với thầy câu là tôi thì đang vội mà cô ta thì chẳng nhớ gì cả. Yes, Special đấy. Yes, special. Tôi thì đang vội. Yes, special. Thế còn cô ta chẳng nhớ gì cả. À, à, Anna. Anna Не не помнит. помнит. Не помнит. Она не помнит ничего. Ничего, đấy. Ничего. Chúng ta có thể thêm cái câu ничего vào, nghĩa là không không nhớ cái gì cả, đấy. Nothing, đấy. Không nhớ cái gì cả, đấy. Đó. Я спешу, она ничего не помнит. Я спешу, а она ничего не помнит ничего, đấy. Đó. Thế vậy thì những cái câu này chúng ta cứ nói đi nói lại cho nó quen nhé. Đấy. À, đồng ý không? Đấy. Thế vậy thì vừa rồi là chúng ta đã cùng nhau chia xong năm động từ mà nó thuộc vào nhóm 2 đấy. Đó. Thế ở đây người ta cho sẵn chúng ta như thế này để làm cái gì? Để chúng ta chia đúng không? Cho cái động từ này xong bắt đầu chúng ta phải nói này. Я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, và они говорят. Đấy. Đó. Thế giờ em nói cho thầy giáo câu là tôi biết tiếng Nga. Đó. Yes, now you Bruce À, yes, na, русский язык. À, tôi học tiếng Nga. Я учу русский Я учу русский язык. Đấy, хорошо. Thế, em nói là tôi nói tiếng Nga. язык. Я говорю По-русски, да. À, em нói là tôi viết tiếng Nga. Viết là gì? Pishu. Đấy, pishu. Пишу, да? по-русски. Пишу. Я пишу по-русски, да? Я пишу по-русски. Так, хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ писать, да? Писать. Так. Chúng ta có động từ писать. Писать, да? Đó, писать. Động từ đó là động từ chia cách 1, chia theo nhóm 1, đấy. Nhưng mà chia nó cũng khá đặc biệt. Đặc biệt nó bởi vì sao nó có cái phụ âm sh ở đây cho nên là nó sẽ là cái dạng như thế này. Yepisu và cuối cùng là anh ấy là pisut đấy, anh ấy pisut, yepisu anh ấy pisut. Bởi vì sao nó là chia nhóm 1 chứ đây là nhóm 2 mà. Đây nhóm 2. Ở nhóm 1 thì là cái nguyên âm ở trong ngôi ya này nó sẽ được bảo lưu cho cái ngôi anh này, nó sẽ thành là pisut đấy. Chúng ta biết trước là như vậy đấy. Thế chúng ta sẽ có ngôi chia là giá tưới ổn mới với và a nhỉ đấy. Đó đấy là những cái ngôi chia của chúng ta đấy, ngôi chia giá tư ôn mười với anh nhỉ đấy. Đó ta khá rất sợ. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại là gì nào. Động từ thuộc nhóm 1, nhóm chia 1 sẽ chỉ cần bỏ đuôi t vào dấu mềm đó. Bỏ đuôi t vào dấu mềm như vậy là nó sẽ còn tồn tại ở cái dạng này. Còn tồn tại dạng này. Nhưng mà động từ này nó là một động từ chia đặc biệt. Thì nó sẽ cho em thấy khá đặc biệt. Cho nên là cả cái gốc này
nó sẽ bị biến mất và nó thay vào đây bằng một phụ âm sờ. Đó, thế và yapi à, ở đây là gì? Nó lấy cái chữ u này sang này. Vì sau sau đây là cũng chữ sờ mà, thì đây nó cũng tương tự như vậy, nó là u đúng không? Đó là sang đây nó sẽ là yapi shu, yapi shu đó em chứ. Đó, thế và từ ngôi thứ hai, từ ngôi thứ hai của nó thì nó sẽ là từ pi shesh, bởi vì nó là nhóm chia hai cho nên nó là đuôi ye, ở đây nó là ye em chứ, tức không phải là i mà là ye đấy. Đó, nhớ là như vậy. À, nhóm chia ở đây là nhóm chia một, xin lỗi, đây là nhóm chia một cho nên ở đây nó là ye đấy. Đó, thế và từ ngôi thứ ba trở đi nó cũng tương tự như vậy. Ngôi thứ ba là gì nào, em đã biết rồi, on pi shesh bí sệt đấy, mười 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 gì nào, bí sệt đấy, mười bí sệt với bí sệt sệt đấy. À, và anh ấy anh ấy bí sụt đấy, anh ấy bí sụt đó, nhớ như vậy nhé. Đây là cái chia của động từ bí sạch đấy, bí sạch giữa bí sụ từ bí sệt on bí sệt mười bí sệt với bí sệt chè và anh ấy bí sụt đấy. À, đúng chưa, nhớ chưa nào? Đã đã đã. Thì bây giờ à, chúng ta ôn lại, em chia lại cho thầy giáo động từ advichat. Chúng ta có động từ advichat, advichat. À, nói luôn động từ advichat là động từ thuộc nhóm chia một nào, em chia nào, advichat ya advichayu, ya advichayu tới tới advichayu, yes, đã ôn on advichayet đã mới mười advichayem đã với advichayet chứ đã anh ấy advichayut à nhỉ advichayut đấy. À, lần trước em không biết động từ sprasuvat, bây giờ thì đã hỏi em đã biết chưa hay lại quên rồi? Sprasuvat là gì, quên rồi đúng không? Quên rồi, quên rồi hả, đúng không? Đó, quên rồi, đấy là động từ hỏi đúng không? Advichayut là gì, là trả lời, sprasuvat là hỏi đấy. À, đúng không, là hỏi. Bây giờ em chia động từ hỏi cho thầy giáo này. À, ya ya sprasuvayu, yu tôi hỏi đúng không? À, anh hỏi nè, tươi on sprasuvayu, tươi tươi sprasuvayu đấy. À, anh ấy thì mới là on đúng không? Anh ấy hỏi nè, anh ấy hỏi on sprasuvayu đấy. On on sao nè, on sprasuvayu. À, đúng rồi, chúng tôi hỏi nè, mới мы спрашиваем. Đúng rồi. Вы. Вы спрашиваете. Да, они. Они спрашивают. Они спрашивают. Они спрашивают, да? Они спрашивают, да? À thì bây giờ em nói cho thầy giáo là à, tôi hỏi và anh ấy trả lời. Tôi hỏi và anh ấy trả lời. Yes. Спрашивает. Я спрашиваю. А он? А он? Trả lời là gì? At отвечает. А он отвечает. Đấy. Thì giáo khi mà nhìn thấy, nghe thấy em ngập ngừng thì giáo sẽ nhắc ngay đó. Đó, nhắc ngay để cho em nhớ. Đó, thế và em sẽ cố gắng nhớ nhé. Thế và nhắc lại là gì? Em cố gắng xem cái video này khoảng 2-3 lần nhé. Cố gắng xem được như thế thì em sẽ nhớ được từ nhé, em sẽ nhớ được từ và em sẽ nhớ được kiến thức đấy. À, bây giờ em à, chia cho thầy giáo câu là à, à, không phải chia mà là viết cho thầy giáo câu là à, tôi xem tivi mà anh ấy cứ hỏi, tôi đang xem tivi mà anh ấy cứ hỏi đấy. Я смотрю телевизор. А телевизор. А он. А он. Спрашивает, да? А он спрашивает, да? А он спрашивает. Да. Thế bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái từ nữa để cho nó thành một cái câu nó hay hơn. Я смотрю телевизор. А он все. Все. И спрашивает. Все и спрашивает, да? Все спрашивает. А chúng ta nói все. Thì chúng ta thêm cái từ все vào đây. Có nghĩa là gì? Là nó ẩn của cái từ là все время, да? Все время, да? Все время спрашивает, да? Tôi đang xem TV mà cậu ấy cứ hỏi suốt, đúng không? Cứ hỏi suốt, hỏi đi hỏi lại, đúng không?
Я смотрю телевизор, а он все спрашивает, да? А он все спрашивает. Vậy thì cái từ все này, nếu mà bình thường để vào đây các em sẽ không dịch được, không hiểu được nghĩa của nó, đúng không? Thế nhưng mà nó là từ ẩn của cái từ все время, đấy, все время спрашивает, là cứ hỏi suốt, đúng không? Hỏi đi hỏi lại, hỏi đi hỏi lại, hỏi mãi, đúng không? Tôi đang bận xem tivi, đang thích xem tivi mà cậu ấy cứ hỏi, đúng không? А он все спрашивает, đấy, đó. Đấy, học thêm một cái từ nữa như vậy để chúng ta nói cho nó giống người Nga hơn, đấy. Tá хорошо. Thế bây giờ em nói cho thầy một câu là tôi không nhớ là tôi có xem tivi hay không. Tôi không nhớ. Я не помню. Nhớ. À, có xem hay không? À, tôi có xem hay không? Tôi có xem tivi nào. Bây giờ em nói tôi có xem tivi. Đấy. Я смотрю. Смотрю. Телевизор. Đấy. Телевизор. Đấy. À, đấy. Đó. Thế bây giờ này, cái câu này thì nó chưa đúng, đúng không? Chưa đúng bởi vì thiếu một từ. Đấy. À, я не помню. Я смотрю, смотрю ли, ли, có từ ли ở đây. Я смотрю ли телевизор, đấy. Nó có từ ли, ли ở đây. Смотрю ли я, đấy. À, chúng ta để từ я ở đây, ta đằng sau cho nó hợp lý hơn, đấy. Đó, đó. Thì như vậy lúc này thì nó đã trở thành câu hỏi. À, bởi vì sao nó có ли? Ли này có nghĩa là hay không, em nhỉ? Hay không, đấy. Đó. Chỉ cần thêm một cái tiểu từ vào đây thôi là lập tức nó đã khác, cái câu của nó đã khác rồi đó, đấy đó. Thế cho nên là chúng ta lưu ý, cố gắng học những cái dạng cái từ như thế này thì chúng ta nói nó sẽ linh hoạt và nó rất hay. Bởi vì sao? Để nhớ một cái từ như thế này nó rất dễ, đúng không? Đấy. Я смотрю, я не помню, смотрю ли я телевизор. À, tôi không nhớ rằng là lúc đó tôi có xem TV hay không, đấy. Đó. Смотрю ли я. Ли này có nghĩa là hay không. Đó. Thế bây giờ em nói cho thầy câu là tôi có đọc hay không? Tôi có đọc hay không? Читаю ли. Yeah. Đó, читаю ли. Đó, thế thôi. Đó. Tôi có đọc hay không? Đấy. À, tôi có đọc hay không? À, thế bây giờ em nói cho thầy một câu là tôi có nhớ hay không? Помню ли я. Ли я. Помню ли я. Đấy. Помню ли я тебя, да? Тебя. À, tôi có nhớ anh hay không đấy? Tôi có nhớ, nhớ nhớ đây là nhớ nhớ gì nào? Nhớ mặt, nhớ mũi đấy, nhớ định dạng đấy chứ không phải là miss đâu nhé, không phải là nhớ nhung đâu nhé. Đó, chúng ta nhớ như vậy nhé. Помню ли я, я уже не знаю, đấy. À, помню ли я тебя, я уже не знаю. À, tôi cũng không biết nữa, đúng không? À, à, tôi cũng không biết nữa là tôi có nhớ cậu hay không đấy. Tôi có nhớ. Nhớ nhớ ra cậu hay không, nhớ cái mặt mũi cậu như thế nào, cậu mặc quần áo gì rồi chứ. Đó, tức là nhớ gì, nhớ này là cái nhớ nhớ vật lý, đúng không? À, cái hình thức, đúng không? Cái hình thức là gì, là có nhớ cái người đó là như thế nào hay không đấy, chứ không phải là chúng ta nhớ nhung ai cả đấy. Nhớ nhung thì lúc đó người ta sẽ sử dụng một cái động từ khác đấy. Đó, хорошо. À, đây là gì, помню ли я тебя đấy. À, thế bây giờ em nói, bên em nói cho thầy một câu là tôi không nhớ là tôi có học tiếng Nga hay không. Я не помню, да? Я помню. Có học tiếng Nga hay không? Я Я не помню. Я не помню. Учу ли? Учу ли, đúng không? Em thấy là gì nào? Ở đây có gì nào? Cứ động từ xong đến ly thôi, động từ xong đến ly, xong đến ya đằng sau đó. Đúng không? Помню ли я, đấy, đó, đó, em thấy chưa? Thế bây giờ là gì? Учу ли я, учу ли я, русский язык, đấy. À, tôi không nhớ là tôi có học tiếng Nga hay không, đấy, đó. Я не помню, учу ли я русский язык, đấy. À, đó. Thế vậy thì cái cấu trúc câu của nó là như vậy, đấy, đúng không? Đó. Thế vậy thì muốn nhớ được nó là gì? Em phải nói nó rất nhiều lần, đúng không? Em nói rất nhiều lần, thì em sẽ quen. À, một trong những cái rào cản ngôn ngữ đó là gì? Là cái tư duy ngôn ngữ của các dân tộc nó khác nhau. Đúng không? À, tư duy ngôn ngữ của người Nga nó khác, tư duy ngôn ngữ của người Việt nó khác, đúng không? Thế và tư duy ngôn ngữ của người Anh, người Mỹ nó khác. Cho nên là khi mà chúng ta học ngôn ngữ, chúng ta rất khó nói cái thứ tiếng của người ta, đúng không? Bởi vì người ta nghĩ như thế, người ta không nghĩ như mình, đúng không? Người ta nghĩ như thế và người ta thể hiện ra cái ngôn ngữ nó như vậy. Đó. Thế ví dụ như câu này chẳng hạn, Учу ли я? Учу ли я русский язык? À, như vậy là gì? Là có học tiếng Nga hay không? Cái từ hay không này, cái việc
việc là cái câu hỏi hay không này người Việt chúng ta để ở cuối cùng đúng không? Để cuối cùng. Thế còn người ta thì lại để ngay sau động từ đó. Uchuliya, pomuliya, chitayuliya đấy, smatruliya đấy. Đó, cái cấu trúc đó thì là gì? Nó giúp cho em là nói nó linh hoạt hơn, đúng không? Đấy, ở trong tiếng Nga và khi nói nó sẽ hay hơn. Đấy. Tả khrasho. Thế như vậy là gì? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem cách chia các động từ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem ở trong này một cái rất thú vị ở đây là gì? À đây chúng ta này. Sto Anna Jelly, em nói nè. Anna Anna đang ăn sáng đúng không? Đang ăn sáng. Đang ăn sáng. Zavtra Zavtrakayet đấy. pari. Zavtrakayet đấy. Anna zavtrakayet. Khrasho. À, mужик это người đàn ông này làm cái gì? Что он делает? Он Un обедает. ush. Обедает đấy. Он обедает. cái món thứ hai, đây là gọi là món thứ hai, nó đầy đầy như này, đây là món ăn trưa của người ta nhé. Món tối ăn tối thì người ta lại rất là đơn giản, đây là món ăn sáng đúng không? Món ăn sáng là uống cà phê này, một quả trứng này và một cái bánh mì này, một chút bơ này, đó là ăn sáng. Thế ăn trưa của người ta bao giờ người ta ăn ăn rất là no đúng không? Đó, cái món đây là món thứ hai của người ta, ta rồi đấy, ta rồi bị đấy. Đấy. Thế còn ăn tối của người ta lại đơn giản, ăn tối chỉ là butter brot và một cốc sữa chua thôi chẳng hạn. Đó, đó là cái phong cách của người ta như vậy. Nhìn vào cái đĩa ăn thì mình biết đó là họ đang ăn sáng hay là đang ăn trưa hay là đang ăn tối đấy. Đó. Ta khrasho. Sto eta devuska delayet. Cô gái ấy đang làm gì đây? Anna. Anna Anna chitaret. chitaet gazetu. Đấy. Gazetu. Đấy. Em nói nè, gazetu. Gazetu. Kanyigu. Kinh Journal. Journal. Journal là tạp chí đúng không? Đấy. À, ta khrasho. A sto etat chelovek delayet. Anh chàng này đang làm cái gì đây? Sto on delayet. On uchitsa. On uchitsa. Cậu ta đang học bài đúng không? Cậu ta đang học bài. Hoặc là đơn giản là gì? On rabotet. Đấy. Chúng ta biết từ rabot là chúng ta nói on rabotet. Đấy. Đấy. Đúng không? Đã, on robot. Robot là gì? Làm việc Là ạ. đang làm việc on robot đấy. À, женщина что она делает? Она Anna отдыхает. отдыхает. Она отдыхает, đấy. Она отдыхает. Em nói nhanh nào. Она отдыхает. Anna Она отдыхает. отдыхает. À, à этот парень что он делает? Anh chàng này đang làm gì đây? On. On. Он Играет играет. đấy, on играет đấy, on играет. À, chơi cái gì thì chúng ta chưa cần biết đó. Chúng ta chỉ cần biết là on играет đấy. Ta хорошо. Thế như vậy là gì? Là ở đây chúng ta xem này. À, cái bài này đối với chúng ta nó rất dễ, cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà dễ thì chúng ta cũng phải làm, chúng ta phải nói nhé. Ở đây người ta cho chúng ta các đại từ đấy. Ya tư onana mười vừa nhỉ, bảy đại từ. Đúng không? Đấy. Thế chúng ta phải điền vào đây. Спрашиваем, это кто? Спрашиваем Mới mười à спрашиваешь là gì là ngôi nào là hỏi à đây спрашиваешь tại sao là yes thì đây là thiếu chữ gì đây tuyệt từ спрашиваешь em nói đi từ спрашиваешь đấy à đây là gì спрашиваешь là gì nào đại từ ôn on sprashi спрашиваешь đấy ta хорошо спрашиваю ở đây thì đây là gì? Я Yes, спрашиваю. Хорошо, спрашивают. Ngôi nào đây? Они спрашивают. спрашивают. Хорошо, а спрашиваете? Вы Вы спрашиваете. спрашиваете. Обедает? Он Он обедает. обедает. Хорошо, обедаю. Я обедаю. Хорошо, обедаешь? Ты Ты обедаешь. обедаешь, да? Обедают. Они обедают. Они обедают. Обедаете? Вы обедаете. Хорошо, обедаем. Мы обедаем. А повторяют? Я повторяю. Они, они, они. Они А, повторяют, да? они А повторяют. повторяют, повторяют là cái gì? Ôn tập, đúng không? Ôn tập. А. Đấy, ôn tập. Ôn tập hoặc là nhắc lại, đúng không? Nhắc lại hoặc là ôn tập. Nhớ nhé. À, từ mới của em đang còn yếu nhé. À, từ này chúng ta học rồi mà nhé. À, xem cố gắng xem video 2-3 lần thì em sẽ nhớ khá là sốc đấy. Nào.
À, chúng ta học lại nào. À, kto paptariayut. À, nhí paptariayut đấy. after Paptariayem. mới Mười bắt tay paptariayem khrasu paptariayiche. với bắt Vui tay paptariayiche. Paptariayu. Я повторяю. Хорошо, повторяет. Он повторяет. Хорошо, повторяешь. Ты Ты повторяешь. повторяешь. А ужинаешь? Ты Ты ужинаешь. ужинаешь? А ужинаете? Вы Вы ужинаете. ужинаете? Ужинаем? Мы ужинаем. Ужинают? Они ужинают. Ужинаю. Я ужинаю. Ужинает. Он ужинает. Ужинает là gì? Là ăn tối đúng không? À, động từ ужин. À. Ужин là ăn tối. Nhớ nhé. Слушать. À, слушаете. Кто это? Слушаете. Кто тут? Đây là ai nào? Вы Вы слушаете. слушаете. Слушаем. Мы слушаем. А, слушаю. Я слушаю. Он слушает. Он слушает. Слушаешь. Ты слушаешь. Слушают. Они слушают. Слушать là gì? Нет. Là nghe đấy. À, tuy em biết hết rồi nhưng mà chúng ta vẫn cứ phải nói bởi vì sao? À, tiếng Nga là gì? Ngoại ngữ là gì? Không tiếng Nga, tiếng Anh cũng vậy là chúng ta phải nói đúng không? À, biết rồi vẫn phải nói chứ không phải là như là toán lý hóa biết rồi thôi thầy, thầy cái này em biết rồi. Biết rồi không? Biết rồi nhưng mà người ta nói đâu, đúng không? À biết rồi nhưng mà phải nói cho nó quen mồm đấy. Đó, cho nên thầy giáo cứ hỏi em là vì vậy đấy. À, trước đầu em có thể nghĩ hoặc là có những người người ta xem chúng ta học người ta bảo cái này mày biết rồi thầy cứ hỏi mãi làm cái gì đấy, hỏi để làm gì, để cho em nói cho nó quen mồm đấy. Đó, cho nên là về nguyên tắc đấy. À, bây giờ thầy giáo sẽ để những cái này cho em sẽ tự nói nhé, sẽ tự nói. Хорошо, đấy. Hiểu chưa nào? Đấy, đó. Thế như vậy là cái phần bài này, đấy, cái phần bài này thì chúng ta sẽ học trong giờ hôm sau. Yes, Lucia, you, Anna, Nhi, Anh, Vi, đấy cũng tương tự như vậy thôi, cũng rất dễ thôi. Nhưng mà đó là chúng ta sẽ để sang phần khởi động cho giờ ngày hôm sau, đấy. Tức là gì? Thì giáo yêu cầu là gì nào? Nói liên tục, đấy. Thì chúng ta mới có thể nói được tiếng Nga. Tại sao em học hết cái quyển lớp 6 rồi mà em chưa nói được? Bởi vì em không nói, đúng không? Đấy. Trong lớp em có nhiều bạn học giỏi không? Lớp em có à? Không có bạn, có bạn nào nói tiếng Nga tốt không? Đó. Có phải là không có ai nói kiểu hay xuất sắc gì ạ? Ừ, tức là chưa có ai nói gọi là có thể là đứng lên là nói nhuần nhuyễn được như là nói tiếng Anh đúng không? Đấy. Bởi vì sao? Là người ta ít nói đâu, người ta còn ít nói. Cho nên là nếu em muốn nói được thì em phải nói. Em sẽ nói, ví dụ thầy sẽ ra cho em bài thường xuyên nói, có thể là chúng ta sẽ không học hết những cái bài trong này, nhưng mà chúng ta sẽ nói ngoài nhiều hơn đấy. Nói ngoài để làm gì? Chúng ta rèn cái kỹ năng nói. Thế nào là kỹ năng? Kỹ năng đó là gì? Khi chúng ta nói nhiều lần thì nó sẽ thành thói quen. Luyện tập nó sẽ thành thói quen. Mà thói quen chúng ta luyện tập thói quen nhiều lần nó sẽ thành kỹ năng đấy. À, kỹ năng chúng ta luyện tập nhiều lần kỹ năng thì nó sẽ thành kỹ xảo. Nó kỹ xảo là gì? Lúc đó chúng ta nói tinh tế rồi đấy. Thế còn cái kỹ năng là gì? Động cái bật bật được ngay đó. Mười igra yem đấy. Tuy nhiên slusha yes đấy. Yes do my you đấy. Đó em phải nói được ngay như vậy đó. Yes do my you. Tôi thật tổn đấy. Tôi nghĩ rằng đây là cái bản. Đúng không? Anh suy chết ad khai you đấy. Đó bật được ngay như vậy. Lúc đó mới trở thành cái kỹ năng. Đấy. Thế còn luyện tập thì mới còn đang ngập ngừng. Đấy. Ví dụ như em hiện nay đang luyện tập là ngập ngừng. Đấy. Khi nào mà thì giáo động một cái là em bật được ra ngay thì lúc đó nó mới là kỹ năng đấy. Thế muốn như thế thì chúng ta phải rèn luyện nhiều lần. Хорошо, bài học của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào thứ tư đấy. Vâng, anh đã. Đây, хорошо. Спасибо. До свидания. Пока. До свидания. До свидания. Пока-пока. Пока. Пока-пока.